Ngày 3 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vào chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 11, người chúng đấu giá biển số xe ô tô siêu đẹp 51K ngũ quý 8 đã nộp tiền để được cấp biển số này. Như vậy, nghĩa vụ tài chính đã được hoàn thành sau hơn 10 ngày chúng đấu giá. Sau hơn 10 ngày chúng đấu giá, mức hơn 15,2 tỷ đồng cho biển số xe ô tô siêu đẹp 51K ngũ quý 8, người chúng đấu giá đã nộp tiền để được cấp biển số này. Trước đó ngày 21 tháng 10, biển số 51K Ngũ Kỳ 8 được đưa lên sàn đấu giá lại, 58 người đăng ký để đấu giá biển số này. Sau 15 phút đấu giá, mức giá cao nhất được trả đạt ngưỡng 8 tỷ đồng. Tới 8 giờ 20 phút, mức giá cao nhất cho biển số này có khách hàng trả đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng, là con số 10,085 tỷ. Ở giữa cuộc đấu giá, số tiền được trả có xu hướng chững lại. Kết thúc cuộc đấu giá, biển số 51K Ngũ Quý 8 được trả giá cao nhất, đạt 15,265 tỷ đồng. Thưa quý vị, biển số 51K Ngũ Quý 8 từng gây sự chú ý bởi biển số này đã từng được lên sàn vào hôm 15 tháng 9 với mức giá trúng kỷ lục hơn 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, thì người trúng đấu giá lần đó đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan chức năng.